Hello anh em. Hôm nay là thứ bảy. Thời tiết vừa trải qua một tuần mưa gió bão bùng luôn. Xuống cái vườn tranh thủ nay là xuống cái vườn có tí nắng không nắng anh cả. Xuống vườn đi nhắm cây này. Xem cây nào được thì đây vào làm nhỉ. Đây à. Coi ui đồ bật lá này nha này. Đấy. Nhìn bật lá này, cả nhà xem này. Cái này cây nào mọc nhé. Bật lá. Mít. Em này vẫn đang núp đùm ở đây. Đi kiểm tra xem có cây nào. Đi kiểm tra vườn được không như nào. Có cây nào đồn thì mang vào làm anh em ạ. À đây có con si này. Con si này đang phải vứt dưới đất này cả nhà này. Cái này cao bao nhiêu? Ta tay này. Si đỏ nhá. Múc này là si đỏ này. Cây là móng. Wow. Cây đợt này được cái thời tiết mưa. Cây này rất tốt anh em ạ. Cái tiết mưa là cây lên kinh thật. Để xem có cây nào tiện bây vào làm. Lá này hiện tượng cái lá này là cây là hàn này. Mọi người đang phía này lá rất là tốt này. Nhưng phía này là hơi vàng này. Khả năng hiện tượng là ngập úng rất cao. Đất này toàn đất thịt. Khả năng ngập úng cao. Để sang mùa về xử lý lại. Đi tiếp xem nào. Wow, cái này tốt quá. Đây là một cái xanh lá rất đẹp nha anh em nha. Cái này là hàng úp lưu của anh em. Wow, cái này rong tuyệt vời. Anh em nhìn cái bộ chân này chắc anh em cũng quen thuộc đúng không? Nhìn cái chất liệu xanh với cả bộ chân nó như thế này là nhìn phát là biết ngay nó là chất liệu gì. Đây là nam điền anh em ấy. Nam điền cổ nhá. Nhìn cái bộ chân như thế này, màu da với cả bộ lăn nhéo này là anh em biết. Đúng không? Đây, nhìn cái gốc thân này, nhìn bộ chân này. Đấy. Đây là một cây nam điền cổ của bộ chân rất là đẹp. À, còn ở trên thì ta giấu ủ bưu mà. Ai chả xem rồi. Ui cái bằng này ra đẹp quá. Không anh thử được con bằng này gớm thật. À. Cái này khả năng là tắt. Những vị trí cành này nó không hợp lý lắm này nhé. Cái cành này không ok. Bỏ ngay. Cành này là cành không ok. Cắt một cành to này bỏ đi. Gần đây đang có một phong trào sốt si đấy, nhưng mà anh em trên cây phải lưu ý nhá. Bọn si mà cái đọt nó ra là trắng nha này. À, phớt phớt là trắng trắng này, không phải là si đỏ, si tía đâu nha. Những bọn này là giống như si đá, si núi. Thì cái chủng loại này lá không được đẹp lắm. Cho nên là những anh em mà đi mua si phải lưu ý nhá. Nếu đã chơi si phải chơi cái loại si đỏ, si tía. Thì bạn ấy chơi dăm với cả lá rất là đẹp. Chứ còn bọn si đá này thì hiện nay là có một cái trào lưu khá nhiều người có si đá phần quả đấy. Nhưng mà cái búp của nó này mà thấy không? Trắng nhợn nhợn này. Thì nó chất liệu này nó không được đẹp như là bọc si đỏ đâu. Anh em khi đi mua phải nhớ lưu ý trên nó. Nhiều người bán hay bảo là si đỏ, thực tế mua về không phải đâu. Thế là anh em đi mua là phải lưu ý nha. Chà, em làm bóng này nhanh ghê. Những cây này nó khá to, một mình tôi bê vào sợ nó sợ hơi khó anh em ạ. Để tôi sẽ lấy thử một cây con ở trong vườn tôi cắt cho anh em xem nha. Đây, thằng này đi, nhìn nó tùm trong nó. Để tôi bê cái này vào cắt cho anh em xem. Ai chà. Chân lắm nào, rất là nhìn. Đây là một cây xanh con tôi chặt ở ngoài vườn mang vào. Đó thì cây này làm thử cây này chia sẻ cả nhà xem như thế nào. Nếu với những anh em chơi thì chắc là những cây này trông nó như là một cây như một cái lùm đúng không? Vậy sau khi xử lý thì nó sẽ như nào? Anh em xem nhé. Another season we leave behind. Another story that's got me.
dọn sơ sơ qua một cây xanh quê. Cây xanh quê này thì mọi người thấy rồi, nó cao khoảng tầm sẽ là ba tay tôi là 20 phân đi, thì hiện tại bây giờ đang cao khoảng tầm 22 phân. Ước lượng đào xong cây từ 25 đến 30 phân. Đó, chất liệu. Mọi người nhìn nhá, cây này da của nó sẽ nhìn kỹ này, mình sẽ thấy là cái cây này của nó thì da nó hơi xanh này. Đó, hơi xanh nhưng mọi người lưu ý nhá. Trong cái nhìn cây ấy, thì có một cái là cái màu xanh ruộng khác anh nhé, cái màu xanh của cái cây nuôi ruộng khác hẳn. Còn trong xanh quê ấy, thì có rất là nhiều dòng cây có đặc tính là màu da nó xanh, có chất xanh quê da xanh hoặc là một lá bóng da xanh. Cái đặc điểm của những cái thằng da xanh đó, đó là nó rất lâu biến thân, rất lâu đổi màu, nhưng khi nó đã đổi màu ấy, thì nó già kinh khủng. Khi nó đã đổi màu rồi thì cái màu nó đẹp lắm và nó giữ cây và nó giữ form cây. Mọi người thấy không? Đây, màu xanh này, nhiều người tưởng là màu xanh này là xanh non, không phải đâu nhá. Xanh này nó đặc tính của nó đấy, nhưng khi mà cái màu xanh này mà nó chuyển hết, nó biến đổi thành cái màu da, sắc chuyển màu nhá, thì những cái dòng đấy nó khi nó chuyển thân, nó biến thân rồi cây nó rất là đanh, màu sắc rất là đẹp và nó gần như là nó giữ phong cây rất tốt. Đó, cho nên là cái gì nó có hai mặt, giữ hàng năm liền chuyển sang cái màu già rất là nhanh, còn thằng này chuyển sang màu già rất lâu rồi, nhưng khi mà nó chuyển màu rồi thì cái vẻ đẹp của nó dữ dội hơn, nó bỏ màu xanh năm liền rất là nhiều. Ví dụ như cái cây xanh này nó đang bắt đầu chuyển màu này anh em này, mọi người sẽ thấy cái xanh này đang trong cái giai đoạn chuyển màu này. Đấy, anh em thấy không? Độ nhăn này, lên gai này, nó lên gai này, các độ nhăn này, độ méo mó của nó này. Đó. Đây này, nó đang bắt đầu nhăn này, nó đang biến đây này. Và khi mà cái thằng da xanh này mà nó chuyển màu thì nó kinh khủng lắm anh em ạ. Những thằng chất liệu của cây xanh quê da xanh này mà nó chuyển màu thì có điều nó hơi lâu. Chứ nó mà đã chuyển màu mà nó biến rồi thì cây xanh quê đấy nó kinh lắm. Hôm nào tôi sẽ cho anh em xem với cây xanh cũng chất liệu da xanh như này nhưng mà nó già nhá, nó biến nhá. Thì anh em sẽ thấy là nó kinh như nào. Đây, ví dụ như thằng này hơi ung tùm. Đây, khi mà thằng da xanh mà nó đã chuyển màu nha anh em nhá. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Khi nó đã chuyển màu ấy, thì nó như thế này này. Khi mà nó đã chuyển màu thì cái màu của nó độ nó sẽ là như thế này anh em nhá. Đấy là thằng da xanh nhá. Đó. Có điều là để nó từ cái màu da xanh mà nó chuyển sang cái trạng thái này là tương đối là lâu ấy. Tuy nhiên cái màu xanh đấy của nó lại không phải là xanh ruộng nhá. Nói cho là những người chơi cái xanh quê phải lưu ý. Thế khi nó chuyển sang cái màu đồng nó sẽ như này này, nhìn nó, anh nhìn cỏ nó cứng, nó cứng như đá luôn đấy, nó nhăn nheo xù xì ra. Nhưng mà để mà từ cái kia sang cái này là tương đối lâu đấy. Nó vừa rồi chia sẻ cho anh em cái chất xanh quê da xanh với một cái phôi như này, thì bây giờ ngoài thị trường giờ nó khoảng bao nhiêu nhỉ anh em nhỉ? Bạn nào dành cái thị trường comment cho mình xem, xin cái giá cái lâu lắm mà mình không giao dịch, mình chả biết. Thôi, chia sẻ một chút. Xin chào và hẹn gặp lại.